Hello, chào các bạn nhá. Mình là Hà Lượng Vlog này. Hôm nay mình đi đâm diều cùng với Xôm Vlog các bạn ạ. Đấy, đồng con diều xanh. Này. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Xôm đây. Thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đâm con diều xanh với bộ dàn này cùng bố mình các bạn nhá. Cũng khá lâu rồi bố con mình không đâm diều cùng nhau các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình đi đâm diều cùng bố các bạn ạ. Đấy các bạn xem này, bộ sáo nhìn đẹp chưa là các bạn này. Đấy, diều là diều xanh các bạn nhá. Diều xanh này. Đấy là đầu mình chằng sáo các bạn nhá. Nói chung là sáo mình làm đẹp. Không được đẹp không ạ? Lâu lắm rồi, hôm nay có trận gió bắc về là đâm diều gió bắc các bạn ạ. Lâu lắm rồi đấy, hôm nay mới đâm quả diều gió bắc các bạn nhá. Đấy, hôm nay đâm diều gió bắc nha. Các bạn xem sáo này, nhìn xem sáo có đẹp không này. Đấy các bạn nhá. Đấy, lâu lắm rồi đấy, nhìn đây này, sáo đẹp chưa? Đấy. Lâu lắm không được đâm, hôm nay được trận gió bắc về đâm các bạn nhá. Đấy các bạn xem xong nhớ ấn nút đăng ký và nút like ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Đang căng để chuẩn bị đâm các bạn này. Con diều xanh nhỉ các bạn nhá, mà gió bắc hôm nay đấy. Hàng nửa tháng không tháng này mới có trận gió bắc về để đâm diều gió bắc các bạn. Hơi rét tí nhưng mà vẫn đâm các bạn nhá. Đấy, nhìn con sáo này. Đấy, nhìn con quả sáo nhìn đẹp chưa này. Không biết là gió này gió nó cũng nhỏ không biết tầm trưa này gió nó nhỏ nên không biết là đâm nó lên được không các bạn nhá. Đấy, hai bố con đi đâm diều các bạn ạ. Mình vứt mình treo. Đấy mọi người xem video thì hay nhớ like đăng ký ủng hộ bố mình nhá. Nói chung là cũng khá là lâu rồi mình không quay video với bố mình các bạn. Bố mình thì cũng thích quay video lắm các bạn ơi. Hầu như là hay đi quay. Có cái gì quay hay quay hơn mình, đam mê hơn mình các bạn ạ. Đấy. Mọi người xem nhớ like chia sẻ ủng hộ bố mình nhá để bố mình có động lực làm nhiều video hơn cho các bạn xem bạn nhá. Thì bố mình cũng mới thay máy, các bạn xem thấy chất lượng video đấy ok thì nhớ like đấy. Đấy bạn này, nhưng mình làm nó không được đẹp đâu các bạn nhá, nói chung là đủ để chơi đâu bạn ơi, cũng không phải cầu kỳ lắm, nói chung là đam mê không phân biệt là đẹp hay xấu các bạn nhá, cứ nên là được các bạn ơi. Chẳng nốt lại cái sáo này cho nó chắc chắn các bạn nhé. Hai bố con mình đi đâm diều các bạn, đi đâm cùng với Xôm ấy nhá. Xong rồi các bạn ơi. Em bố cầm. Mình đi đâm các bạn nhá. Mình cầm cây các bạn ơi. Đây. Tắt đi cầm trên đường là cây còn nhấc tay còn kêu các bạn này. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Cầm trên tay còn kêu nhá. Thank you.
mình đâm lên rồi các bạn nhá. Vẫn đang chặt dây các bạn ạ. Đấy, gió nó hơi bé các bạn ạ. Đấy, đấy vẫn đang lên các bạn ạ. Đấy, con diều xanh và bộ dàn rất đắt các bạn ạ nhá. Đấy, các bạn xem nó nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nha. Đấy, đâm diều gió bắc các bạn ạ. Đấy. Đấy, đâm diều gió bắc các bạn nha. Đấy, chưa phải... Đấy, chạy kìa. Đấy, gió bắc các bạn ạ. Thấy chưa? Phải chạy à? Ôi. Điều gió bắc các bạn ạ. Vẫn đang thả dây ra. Đấy, đấy lên được chưa các bạn? Ôi, kêu vang dời các bạn nha. Mấy con diều rồi các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Nha, các bạn sẽ... Hà Lượng Vlog xin chào các bạn nha. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nhá. Đang chưa các bạn? Đấy, để nó mâm nha các bạn ạ. Đấy, để đang chưa các bạn? Sáo cực rất to nhỉ. Hôm nay mình đi đâm diều cùng với Sồn Vlog các bạn nhá. À bố con, hai bố con mình cùng đi đâm đấy các bạn ạ. Các bạn xem xong nhớ nút đăng ký kênh và nút like ủng hộ mình nhá. Và đừng chia sẻ cho các bạn cùng xem nhá. Xin chào các bạn nhá.